Forerunner ha các bạn. Chiếc này thì đánh kiểm tra bảo dưỡng thay nhớt đây. Bây giờ lúc trước á anh thay cái loại nhớt kia kìa. Bên gara nói là 20.000 cây mới thay lại một lần. Thì bây giờ mình sẽ cắm cái thước nhớt cho các bạn xem nha. Thước nhớt là mình lau sạch nha. Tại cái tiếng máy nghe nó nổ, nghe cũng kêu to lắm các bạn. Khô nhất luôn ha. Thức nhất không đụng xíu nào rồi các bạn. Đây nên khi mà mình xài xe nên chọn cái loại nhất cho nó đúng rồi các bạn. Rồi lên nó máy anh coi nó ra. Máy bắt đầu có tiếng kêu và đổ hơi luôn ha các bạn. Tại vì cái loại nhớt chắc xài không chất lượng lắm rồi. Nên là cái máy nó phải như vậy. Nó đẩy thôi. Nên khi thay nhớt chúng ta chỉ cần thay đúng cái loại nhớt tiêu chuẩn nha các bạn. Thấy tầm khoảng từ 7.000 đến 8.000. Nếu mà nhớt nào xịn lắm thì mình sẽ thay lại một lần ha. Để mà công nó hư cái máy của mình. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra xả ra coi thử nó còn bao nhiêu lít nhớt ở trong cái máy nha các bạn. Đó thôi. Rồi, để mình tắt máy mình xả nhớt ra xem sao ha. Tắt máy rồi. Rồi, cái nhớt thì mình xả ra đây các bạn, nó tầm khoảng gần 8 lít. 7 lít rưỡi 8 lít mà còn được lít rưỡi đây. Tức là cái lượng nhớt nó hao rất là nhiều. Còn được như này à? Rồi bây giờ mình sẽ thay cái nhớt khác ha các bạn. Lấy nhớt mình đổi một tuần là mình làm ở ngồi trước chiếc bán tải BT50 ha các bạn, cũng đang chờ làm lại cái quạt ly tâm này. Để mình thay xong cái dắt thế này rồi bắt đầu tiến hành làm chiếc bán tải đó. Xe thì mình đã thay nhớt xong rồi ha các bạn. Đang cho nó máy đây. Nên khi đi thay nhớt đó các bạn thì phải thay đúng cái loại nhớt cho cái động cơ của mình ha. Với lại phải thay nhớt đúng chất lượng ha các bạn. Cái máy nó mới bền được các bạn. Hơi thừa thì nó cũng đã bớt rồi các bạn.
cũng ít lại rồi. Cái lúc mới đầu mình mở ra cái lượng hơi thừa nó cũng rất là nhiều rồi. Cái này mình thay nhớt, rồi thay lọc nhớt, vệ sinh lọc gió động cơ, rồi lọc gió máy lạnh luôn đó các bạn. Lọc gió động cơ mình đã mở ra vệ sinh rồi, sạch sạch sẽ rồi. Chiếc BT50 kia thì mình sẽ làm cái quạt ly tâm thôi các bạn. Mình đang đợi làm đây. Tại cái xe đó cái lạnh nó yếu các bạn, chạy với lại nó cũng nóng như cảm giác cái quạt ly tâm nó không có mát. Nên mình sẽ mở ra đổi dưới cái quạt ly tâm các bạn. Rồi vậy video đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Cái quạt ly tâm của nó ở chỗ này hả các bạn? Bây giờ mình sẽ mở ra bảo dưỡng lại cái quạt ly tâm hả các bạn? Nóng nước quá mấy cái đường nước á, nó muốn rò rỉ hết rồi nè.